Một cái sự phân tích gọi là sơ sơ của chúng tôi như vậy, nhưng mà đã cho thấy rằng Triệu Vân dù là về trí hay về dũng, về võ công hay là về mưu trí đều có thể là gọi là nói là vượt trội so với Quan Vũ. Xin chào mừng các bác và các bạn đến với chương trình Lông Dân Bình Tam Quốc của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh tài năng và trí dũng của hai cái nhân vật hàng top trong những cái chiến tướng thời Tam Quốc, đó là Triệu Vân và Quan Vũ. Đầu tiên ấy, là xét về võ công thì rất nhiều chuyên gia nhận định rằng ấy, võ công của Triệu Vân thậm chí còn cao hơn Quan Vũ nhiều. Người ta nhận định như này là nhờ vào những cái nhìn tổng thể từ những cái lần đụng chạm của Triệu Vân và Quan Vũ với quân Tào Tháo. Như tôi đã làm trong một cái clip ấy thì Quan Vũ bị quân Tào Tháo vây tại Từ Châu và bị bắt và sau đó là đầu hàng quân Tào Tháo, chứ không có cái gọi là ước pháp tang chương hay là không có chuyện Trương Điêu phải lên núi xếp hàng nhá. Triệu Vân cũng bị quân Tào Tháo vây không phải là một lần mà đến hai lần, mà mỗi lần bị vây như vậy là phải xông pha ra vào đến hai lần. Lần đầu tiên thì chắc là ai cũng nhớ là ở trận Tương Dương Tràng Bản đúng không, cứu vợ con Lưu Bị, hết cứu phu nhân này thì lại đến cứu phu nhân kia và cuối cùng mang được con ra. Thì hai lần xông pha đột kích vào quân Tào như vậy mà vẫn thoát ra ngoài được. Lần thứ hai đấy là ông đã xông vào trận Tào mà cứu lão tướng Hoàng Trung, thì Hoàng Trung đi cướp lương và bị quân Tào vây, và Triệu Vân dẫn theo vài chục kỵ quân và xông pha tả xung hữu đột cứu được Hoàng Trung ra. Sau đó quay lại thấy một bộ tướng của mình vẫn đang bị vây, lại quay lại đánh gấp vào trận Tào và lại cứu được bộ tướng ra nữa. Đấy là võ công của Triệu Vân không phải một lần mà hai lần đại phá quân Tào để cứu người nhà mình đấy, gọi là người nhà đấy. Như vậy là võ công chúng ta có thể hình dung là võ công của Triệu Vân rất là lợi hại. Thế còn thực sự mà hai người họ chưa đánh nhau cũng rất là khó mà nói được ai trí dũng hơn, nhưng mà chúng ta có thể hình dung gọi là cơ bản như vậy. Thế còn về trí dũng thì Quan Vũ được cho là gọi là văn võ song toàn. Cái biểu hiện đầu tiên ấy không phải là một cái gì cả mà chính là cái việc mà Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã lựa chọn Quan Vũ chứ không phải ai khác để mà trấn giữ cái hiểm địa Kinh Châu. Kinh Châu ấy là một cái hiểm địa, một cái mảnh đất mà tất cả mọi hào kiệt trong thiên hạ đều nhòm ngó. Vậy mà Lưu Bị và Khổng Minh lại lựa chọn Quan Vũ để trấn giữ. Điều đó đã nói lên rằng tài năng của Quan Vũ không chỉ về về mặt võ công mà còn về mặt mưu lược nữa. Thứ hai ấy, là chiến công của Quan Vũ lưu danh sử sách trong trận Phàn Thành. Thì có nhiều người nói là trong trận Phàn Thành đấy thì không phải là Quan Vũ đã đắp sông Hán Thủy lại để mà ngăn dòng nước cho nó dìm ngập cái doanh trại quân Tào mà tiêu diệt 10 vạn quân Tào, mà là do năm đó đấy nước lũ lên cao bất thường, Quan Vũ chỉ nhân đó mà đánh thủy thủy chiến. Vì Quan Vũ trấn giữ ở Kinh Châu thủy chiến rất là giỏi cho nên đã nhanh chóng mà tiêu diệt 10 vạn quân Tào là như vậy. Đấy là về cơ mưu của Quan Vũ nha. Chúng ta sẽ xem xét về cơ mưu của Triệu Vân xem lợi hại như thế nào. Triệu Vân thực sự là không phải là đơn giản đâu. Triệu Vân không chỉ là anh dũng, không phải chỉ là quả cảm và cơ trí trên chiến trường, mà ngay cả những cái tình thế với đất nước ấy thì ông cũng có những cái nhìn phải nói là dài rộng sâu sắc, thậm chí mà chưa bao giờ nghe ra từ miệng Quan Vũ cả. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Sau khi ấy, trận Nha Đình mà thất thủ ấy thì quân Tào lúc truy kích đến Cơ Cốc. Cơ Cốc là cái nơi mà Gia Cát Lượng mà giao cho Triệu Vân ra đó đánh nghi binh, bởi vì đi đánh nghi binh cho nên chỉ mang rất ít quân. Đối diện với lại quân Tào nó đang chuẩn bị nó ào lên như vậy, Triệu Vân đã tổ chức một cái cuộc rút lui và nó là cực kỳ khôn ngoan. Ông cho quân lính đi mang theo quân trang quân dụng đi phía trước, còn phía sau đấy thì ông giả như là dàn trận mà chuẩn bị đối địch với quân Tào, tăng thêm cờ quạt, tăng thêm gươm giáo cho nó sáng loà, rồi tất cả những cái mà nó thể hiện ra là ta sẵn sàng tử chiến đây. Và ông thong dong cưỡi ngựa đi đoạn hậu, cho nên quân Tào thấy một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì đã không dám ào lên, và Triệu Vân nhờ đó mà rút lui một cách cực kỳ an toàn. Tiếp theo tôi lại nói về cái kế không thành kế của Triệu Vân. Chúng ta tưởng rằng không thành kế là của Gia Cát Lượng, nhưng mà chính Triệu Vân mới là người sử dụng không thành kế. Trong cái vụ mà đi cứu được Hoàng Trung về đấy thì tất cả quân tướng vừa về đến 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 doanh trại ấy, thì quân Tào nó ùa đến. Và Triệu Vân thấy rằng nếu như mà đóng cổng thành mà tử chiến ấy, thì quân Tào 20 vạn nó sẽ nghiền nát cái doanh trại này ngay. Cho nên cho ông sai là mở toang cổng doanh trại ra và im hơi lặng tiếng, im thin thít, không có một tiếng động đậy nào cả. Tào Tháo vốn tính đa nghi, khi tràn đến đó thì nhìn thấy một cái điều khác lạ như vậy, cho nên là nghi là bị mai phục bốn xung quanh, cho nên nặng nề ra lệnh là rút quân.
Đấy, và khi quân Tào vừa quay lưng thì Triệu Vân đã ra lệnh là một mặt là thúc chiến âm mỹ lên, tù và thổi âm lên, hai là tên bắn như mưa, cho nên quân Tào tưởng là bị mai phục thực sự, dẫm đạp nhau mà chạy, và rất nhiều quân Tào đã bị rơi xuống sông và chết na liệt. Cho thấy rằng một cái kế sách còn hơn cả là không thành kế của Khổng Minh mà ngồi khảy đàn mà đuổi Tư Mã Ý nữa. Cái kế không thành kế của Khổng Minh là cái kế fake, còn kế không thành kế của Triệu Vân nó mới là kế thực nha. Rồi chúng ta sẽ xem đến cái tầm nhìn của Triệu Vân nó mới kinh khủng như thế nào. Khi mà Lưu Bị mà chiếm được đất Tây Xuyên ấy, thì nhiều người đề nghị là phong thưởng cho các tướng bằng cách là giống như bây giờ gọi là cho đất ấy, cho hương ấp các kiểu đấy. Nhưng mà Triệu Vân nó nói rằng là gì, chúng ta không nên tham sự yên ổn, đợi đến khi bình định được thiên hạ, chúng ta ai nấy trở về trồng dâu cây núa trên đất của mình, thế mới phải lẽ. Trăm họ ích châu vừa trải con lạ lạc, ruộng vườn nên trả cho họ cày cấy làm ăn, như thế chúng ta mới làm họ yên lòng và mới chứng dụng được sức người sức của họ được. Đấy, phải nói là một cái kế sách của một 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 đấng gọi là gì, nó giống như một quan văn hơn là một quan võ, mà một cái võ tướng mà hữu dũng như vậy mà có thể đưa ra một cái lời khuyên như vậy thì phải nói là một cái tầm nhìn và một cái ý thức phải nói cực kỳ cao. Chưa hết đâu, khi mà Tôn Quyền giết cả Quan Vũ và Trương Phi ấy, thì Lưu Bị quyết tâm mang quân đi đánh Tôn Quyền để báo thù, đúng không? Lúc này Triệu Vân, thực sự là Triệu Vân là một người rất là kiệm lời, nhưng lúc này ông phải ra mặt ông khuyên Lưu Bị là giặc nước là Tào Tháo chứ không phải Tôn Quyền. Hơn nữa, nếu diệt được Tào Tháo, Tôn Quyền ắt phải thần phục. Hiện nay tuy Tào Tháo đã chết, nhưng con là Tào Phi lại vừa cướp ngôi nhà Hán. Chúng ta hãy thuận theo lòng dân, hãy chiếm lấy Quan Trung, giữ chặt vùng Thượng Du Vị Thủy, Hoàng Hà mà thảo phạt nghịch tặc. Như vậy, các nghĩa sĩ ở Quan Đông sẽ kéo nhau đến tiếp Vương Sư. Nay ta gạt Ngụy sang một bên để đánh Ngô, chỉ sợ vừa mới đánh nhau đã không sao rút ra nổi. Lại là một cái lời khuyên phải nói mang cái tầm chiến lược, một cái nhìn phải nói là dài rộng, nó khác hẳn với những cái gì hành xử của Quan Vũ. Nếu như đánh Tào Tháo ấy, thì sẽ được lòng dân, đúng không? Đi đến đâu mạnh lên đến đấy, bởi vì có đi đến đâu là trăm họ mang giỏ cơm bầu nước ra mà hỗ trợ. Còn đánh Tôn Quyền ấy thì là cái cuộc chiến nó mang tính chất cá nhân, mà lại hành quân đường rất xa như vậy thì hao người tốn của, và một khi đã nổ ra thì không thể rút ra được nữa, và sẽ nướng rất nhiều quân vào đó, quốc lực sẽ hao tổn rất nhiều vì cuộc chiến như vậy. Cho nên là ông đã can gián hết sức là thống thiết như vậy, nhưng Lưu Bị không nghe và cuối cùng là thất bại. Một cái sự phân tích gọi là sơ sơ của chúng tôi như vậy, nhưng mà đã cho thấy rằng Triệu Vân dù là về trí hay về dũng, về võ công hay là về mưu trí, đều có thể là gọi là nói là vượt trội so với Quan Vũ, chứ không hề thua tí nào cả. Mặc dù chỉ đứng hàng thứ ba, thì cái sự phân cấp này có thể theo tuổi tác, có thể theo sự quan hệ thân sơ, hoặc là Triệu Vân ấy là một tướng mà được mà giao cái trọng trách bảo vệ gia quyến của Lưu Bị, cho nên là ít có cơ hội ra ngoài mặt trận lập công, cho nên cũng ít có những cái công trạng. Thì những cái phân tích này mang tính chất là nó dựa trên những cái sự kiện có thực trong lịch sử, chứ không phải chúng tôi là ưu ái Triệu Vân hay là dìm hàng Quan Vũ gì cả, mà cũng chỉ là đưa ra một cái nhìn để chúng ta cùng nhau đánh giá lại tài năng của từng người thôi. Chúng ta có quyền làm như vậy mà.